hôm nay giới thiệu cho mọi người là một cái bao đựng cần câu hua của bên Đinh Quy, của bên Henning nha. Thì cái cần này, cái bao cần này thì nhà em là mới về tại cửa hàng hôm nay đây. Bao cần rất là được nhiều anh em tin dùng và đã phản hồi lại rất là ok, thì nên hôm nay em cửa hàng em đã về cái bao cần này. Đây. Cái bao cần này cao là cao 1m25, cao 1m25 và rộng là rộng tầm 20 gần 20 cm. Đấy. Thì bao của nó là có hai ngăn chính và một ngăn phụ, thì anh hôm nay được đồ câu những cần câu tay cũng như cần câu máy thì thoải mái. Đấy. Đấy. Đầu tiên đây, bao cần đây, màu sắc lên chủ đạo là màu đỏ kết hợp màu đỏ xanh đen. Đấy. Chữ cần vua nhá. Đấy, bao vua này. Đấy. Đây là ba, đây là một ngăn phụ. Đấy, ngăn phụ. Ngăn phụ cho anh em đựng đồ phụ kiện. Và đây là hai ngăn chính. Đây là hai ngăn. Đây là hai ngăn chính nhá. Đấy. Hai ngăn chính này thì mọi người đựng thoải mái 4 đến 6 bộ cần. Cũng như là nếu mà đựng cần tay thì phải thoải mái luôn, đựng cần tay thì đựng khoảng tầm 10 đến 15 cần. Đầy đủ thoải mái luôn những cái bao này. Đấy. Đây, ngoài ra nó còn xách được anh nhá. Xách được thoải mái mang đi. Đấy. Đấy. Cái đặc biệt hơn là bao này có chân anh nhá. Bao này có chân. Đấy, em có thể dựng được nó đúng như thế này. Được chưa ạ? Dựng được nó đúng như em dựng đấy. Được chưa ạ? Rất là đẹp. Rất là tiện lợi. Đấy. Cái quả sản phẩm này, quả sản phẩm bao đựng cần hua này, nhà em đang bán tại cửa hàng cũng như bán ship nha, cho anh em 50.000 em bao ship nha, 550.000 bao ship nhớ anh em nha, 550.000 bao ship toàn quốc cho anh em. Đấy, một bao đựng cần câu hua có chân với giá 550.000. đấy, thì anh em nào mua chỉ cần để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này hoặc liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại ở cửa hàng nhà em. Đấy, thì sẽ lên tư cho anh em nhé. Thì cái bao đựng cần này nhà em có mã số là video số 98. Video số 98 giới thiệu về cái bao cần câu hua. Rồi, anh em nào xem video này thì nhớ đăng ký kênh, theo dõi kênh nhé, để giúp nhà em để xem những video tiếp theo của bên em nhé. Rồi, chào tất cả mọi người.